Phân tuổi làm nhà năm 2020 cho người tuổi Mậu Tuất 1958 được lộc trời cho giàu sang phú quý trọn đời. Hoan hỉ đón chào quý vị đang theo dõi chương trình kênh YouTube Phong thủy may mắn của chúng tôi. Quý vị thân mến, người ta vẫn thường truyền tay nhau câu nói lấy vợ xem tuổi đàn bà, xây nhà xem tuổi đàn ông. Bởi thế cho nên người ta rất chú trọng đến việc dựng vợ, gả chồng và chuyện xây nhà. Người xưa cũng quan niệm phong thủy nhà ở đặc biệt quan trọng trong việc chọn ngày giờ động thổ, chọn hướng nhà. Vậy làm thế nào để chọn được hướng nhà đại cát, tránh được những hướng phạm sát cho gia chủ tuổi Mậu Tuất 1958 năm 2020? Hãy cùng Phong thủy may mắn tìm hiểu ngay sau đây. Xây nhà thì ta xét đến các yếu tố kim lâu, hoang ốc, tam tai, thái tuế, tuế phá, ngũ hoàng, tam sát, mậu kỷ đô thiên, mộ long biến vận, và yếu tố quan trọng nhất phải xét đến gia chủ có hợp hướng hay không. Nếu tuổi không phạm mà hướng lại tốt thì xây không gì cát bằng, nếu tuổi không hợp mà đất cũng không được vận thì không gì hung họa bằng. Vì vậy cần phải hết sức cẩn thận và xem xét thật kỹ lưỡng trước khi quyết định xây nhà hay không. Trước tiên, để xây được nhà hay không thì ta xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai hay không. Đầu tiên ta xét đến kim lâu. Năm 2020 canh tí gia chủ Mậu Tuất 63 tuổi, theo cách tính này thì gia chủ sẽ không phạm phải năm kim lâu. Có thể xây nhà được nhưng vẫn phải xét đến các yếu tố khác xem có các lành hay không. Xét đến hoang ốc. Năm 2020 canh tí, người Mậu Tuất theo cách tính hoang ốc sẽ phạm phải tam địa sát nhân, do giai đắc bệnh, sát nhân là bệnh. Gia chủ mà làm nhà tuổi này thì sẽ mắc bệnh liên miên, tuổi này không nên làm nhà. Xét đến tam tai, người tuổi Mậu Tuất cần tránh các năm tam tai Thân, Dậu, Tuất. Năm làm nhà 2020 canh tí theo cách tính thì gia chủ 1958 Mậu Tuất sẽ không phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Nếu muốn làm mà đất được vận thì nên mượn các tuổi cát lành sau: 1954 Giáp Ngọ, 1962 Nhâm Dần, 1978 Mậu Ngọ, 1990 Canh Ngọ để động thổ xây nhà. Vì bốn tuổi này không bị phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai nên mượn tuổi cực kỳ cát lành. Tuy nhiên tùy từng hướng nhà mà ta sẽ chọn những tuổi động thổ hợp với gia chủ và hợp với trạch đất sẽ được cát lành và may mắn. Tuổi chỉ là một trong những yếu tố cần thiết, yếu tố quyết định việc có xây được nhà hay không thì ta phải xét đến vận đất. Nếu tuổi đẹp mà đất không được vận thì không nên xây, nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận, hợp long phù sơn thì xây không gì cát bằng. Đất được vận mà tuổi lại không xây được thì ta tiến hành mượn tuổi khác để xây nhà cho cát lành hơn. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây nhà, chọn năm khác đẹp hơn rồi hãy làm. Xét vận đất ứng với tuổi của trạch chủ có hợp hay không với hướng mình chuẩn bị xây và cát hung của từng năm hướng. Và cát hung của từng hướng năm 2020, mời các quý vị anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy. Tuổi Mậu Tuất 1958 nam mệnh thuộc cung Càn Kim, nữ mệnh thuộc cung Ly Hỏa, xét đến việc xây nhà như sau. Với nam mạng Mậu Tuất, cung Càn thuộc Tây tứ mệnh, người mệnh Càn Kim bốn tốt, Tây Bắc phục vị, Đông Bắc thiên y, Tây Nam diên niên, Tây sinh khí. Bốn xấu là Đông Nam họa hại, Nam tuyệt mệnh, Bắc lục sát, Đông ngũ quỷ. Hãy cùng phong thủy may mắn xét cát hung vận hạn từng hướng nhé. Hướng Bắc gồm có ba sơn Nhâm Tý Quý 337,5 độ đến 22,5 độ, thái tuế tại Tý, hướng Bắc là chính thái tuế. Với nhà tọa Ngọ hướng Tý, tọa phạm tuế phá và tam sát, hướng phạm thái tuế nên tuyệt đối không xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm phạm tam sát cũng không nên xây. Nhà tọa Quý hướng Đinh phạm mộ long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Mậu Tuất nam mạng xây nhà hướng này phạm lục sát thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng. Mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tượng quái là khảm, chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ trước khi xây để thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách của phong thủy, hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Mậu Tuất đang ở hướng Bắc rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch, gương bát quái tinh cầu và
dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà ở không hợp với hướng người tuổi Mão Tuất 1958 năm mệnh. Hướng Nam gồm Ba Sơn, Bính Ngọ, Đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam năm 2020 cố gắng tận dụng và làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng 2, 4, 6, 7, 8, 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2, tháng 7 âm lịch sẽ rất là cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cắt lành may mắn hơn. Tuổi Mậu Tuất 1958 xây nhà hướng Nam thuộc Đông Tứ Mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân, thuộc kim tự quái là đoài, chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật. Con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy, tuổi Mậu Tuất khi xây nhà hướng này thì cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Nam rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Mậu Tuất nam mạng. Hướng Đông gồm có Ba Sơn, Giáp, Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ, phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ đào đến mộc cung, hướng Đông, mộc khắc thổ nên nhà tọa Tây hướng Đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể bạn tuổi gì. Hơn nữa, tọa Dậu hướng Mão còn phạm mộ long biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm để được may mắn và cát lành hơn. Vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo sức họa vào thân. Với nam mạng Mậu Tuất 1958 xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tự quái là ly. Chủ về nóng nảy, nhiều tai họa, bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy. Hơn nữa năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Mậu Tuất đang ở nhà hướng Đông thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Mậu Tuất nam mạng. Hướng Tây gồm có Ba Sơn, Canh, Dậu, Tân 247,5 đến 229,5 độ. Năm 2020 Canh Tý cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới. Nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới năm 2020. Tuy nhiên nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn tháng 3, 4, 5, 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt lành nhất thì anh chị chọn tháng 4 và tháng 5 âm lịch thì sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để được khởi công động thổ cát lành may mắn. Tuổi 1958 Mậu Tuất nam mạng ở hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh hợp hướng, được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc mộc hướng Đông, tượng quái là chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp cho người ta có sinh khí, tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín, làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người sống trong nhà có được cuộc sống thuận hòa,
và tài hợp hơn. Hướng Tây Bắc gồm 3 sơn Tuất Càn Hợi 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2020 Bắc Bạch tài tinh đáo đến, Bắc Bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa tỵ hướng Hợi phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Tuổi Mậu Tuất xây nhà và ở hướng Tây Bắc thuộc Tây Tứ Mệnh hợp hướng, được phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc hướng Đông Nam, tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Hướng Đông Bắc gồm có 3 sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ. Năm Canh Tý 2020 nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay là tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần không nên xây mới vì hướng Dần phạm Mậu Kỷ Đô Thiên Sát, anh chị xây mới chọn tháng 4, tháng 9 âm lịch. Còn nếu tu tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Tuổi Mậu Tuất 1958 xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh, hợp hướng được thiên y, thuộc sao Cự Môn thổ hướng Đông Bắc, tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh còn khó nuôi, tài vận trục trặc thì nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra, cần sử dụng pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu treo ở trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Hướng Đông Nam gồm có 3 sơn Thìn Tống Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2020 Canh Tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ phạm Mộ Long biến vận nên không xây mới. Nếu xây thì chọn vào ngày tháng cát lành, tháng 3, tháng 4 âm lịch, còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên cứ sau Đông Chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Người tuổi Mậu Tuất mà ở nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh không hợp hướng bị phạm vào họa hại, mà họa hại là sao Lộc Tổn thuộc thổ hướng Tây Nam, tượng quái là Khôn, chủ vì tổn thương cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc, nghèo khổ nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Mậu Tuất 1958. Hướng Tây Nam gồm có 3 sơn Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao Tứ Lục đáo đến, Tứ Lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam, ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới năm 2020 cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa năm 2020 sơn Thân phạm vào Mậu Kỷ Đô Thiên nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới thì chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6, 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9, tháng 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất là cát. Tuổi Mậu Tuất xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh nên hợp hướng được duyên niên là sao Vũ Khúc thuộc kim hướng Tây Bắc, tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó khăn kết hôn, khó khăn vất vả thì nên đặt cửa giường về phía duyên niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc.
Vừa rồi quý vị và các bạn đã được Phong Thủy may mắn chia sẻ về kiến thức làm nhà năm 2020 cho người tuổi Mậu Tuất 1958 nam mạng. Còn với nữ mạng thì sao? Mời các bạn theo dõi tiếp video. Với nữ mạng Mậu Tuất cung Ly sát theo cung mệnh thuộc Đông tứ mệnh, vì vậy người mệnh Ly hỏa có bốn tốt là Nam phục vị, Đông Nam thiên y, Bắc diên niên, Đông sinh khí. Bốn xấu là Đông Bắc hỏa hại, Tây Bắc tuyệt mệnh, Tây Nam lục sát và Tây ngũ quỷ. Giờ ta sẽ xét đến tuổi 1958 nữ mạng xây nhà năm 2020 theo từng hướng xem cát hung như thế nào nhé. Hướng Bắc gồm có ba sơn Nhâm Tý Quý 337,5 độ đến 22,5 độ, Thái Tuế tại Tý, hướng Bắc là chính Thái Tuế với nhà tọa ngọ hướng Tý, Phạm Tuế phá và tam sát. Hướng Phạm Thái Tuế nên tuyệt đối không xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm Phạm tam sát cũng không nên xây. Nhà tọa Quý hướng Đinh Phạm Mộ Long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Mậu Tuất xây nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh nên hợp hướng. Được diên niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim hướng Tây Bắc, tượng quái là Càn. Chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó khăn kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía diên niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cắt lành hơn. Trong trường hợp ngoài cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc. Hướng Nam gồm có ba sơn Bính Ngọ Đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam năm 2020 cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng 2, 4, 6, 7, 8, 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2, tháng 7 âm lịch sẽ rất là cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cắt lành may mắn hơn. Tuổi Mậu Tuất xây nhà và ở hướng Nam thuộc Đông tứ mệnh, hợp hướng được phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc hướng Đông Nam, tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ. Gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái, tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Hướng Đông gồm có ba sơn Giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ, Phạm Ngũ Hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, Ngũ Hoàng ngũ hành thuộc thổ đáo đến mộc cung, hướng Đông mộc khắc thổ nên nhà tọa Tây hướng Đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể là bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa Dậu hướng Mão còn phạm Mộ Long biến vận nên để sang năm 2021 làm sẽ được nhiều may mắn cát lành. Vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo sức họa vào thân. Tuổi Mậu Tuất nữ mạng ở hướng này thuộc Đông tứ mệnh hợp hướng, được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc Mộc hướng Đông, tượng quái là Trấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp cho người ta có được sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh thì sa sút, đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm sẽ được cắt lành hơn. Ngoài ra, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Hướng Tây gồm có ba sơn Canh Dậu Tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2020 Canh Tý cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới. Nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới năm 2020. Tuy nhiên nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu sửa và xây mới
mới được. Nếu xây mới thì chọn tháng 3, 4, 5 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị chọn tháng 4, 5 âm lịch thì sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Với nữ mạng Mậu Tuất 1958 xây nhà hướng ngày thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy. Hơn nữa, năm 2020 nếu xây bất chấp thì sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này. Nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như là sử dụng phương pháp trấn trạch, vượng long phù chủ hoặc là thiết kế lại bố cục phong thủy, theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Mậu Tuất đang ở nhà hướng Tây thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với 10 tuổi Mậu Tuất 1958. Hướng Tây Bắc gồm có 3 sơn tuất càn hợi 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2020, Bắc Bạch tài tinh đáo đến, Bắc Bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung, thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa tị hướng hợi, phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Tuổi Mậu Tuất 1958 xây nhà hướng Tây Bắc thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân, thuộc kim, tượng quái là đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy, tuổi Mậu Tuất khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng. Cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Tây Bắc rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với 10 tuổi Mậu Tuất 1958. Hướng Đông Bắc gồm có 3 sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ. Năm Canh Tý 2020, nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh, nên năm 2020 xây mới hay là tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần không nên xây mới, vì hướng Dần phạm Mậu Kỷ Đô Thiên Sát, anh chị xây mới chọn tháng 4, tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Người tuổi Mậu Tuất 1958 mà ở nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào họa hại, mà họa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam, tượng quái là Khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở hướng nhà này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái, tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Mậu Tuất 1958. Hướng Đông Nam gồm có 3 sơn Thìn Tốn Tị từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2020 Canh Tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa càn hướng Tốn và tọa hợi hướng Tị phạm Mộ Long biến vận không nên xây mới. Nếu xây thì chọn ngày tháng cát lành tháng 3, tháng 4 âm lịch, còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên cứ sau Đông Chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Tuổi Mậu Tuất xây nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh, hợp hướng được Thiên Y, thuộc sao Cự Môn, thổ hướng Đông Bắc, tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài vượng lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ.
Nếu bánh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc thì nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần phải sử dụng phương pháp phong thủy, hương bắt quái tinh cầu treo ở trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Hướng Tây Nam gồm có ba sơn Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc, đáo đến Tây Nam, ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới năm 2020 cũng không được cao cho lắm. Hơn nữa, năm 2020 Sơn Thân phạm vào Mậu Kỷ Đô Thiên nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới thì chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6, 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9 và 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất là cát. Tuổi Mậu Tuất nữ mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc Tây Tứ Mệnh nên không hợp hướng. Mà sao lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tượng quái là khảm, chủ về chuyện thị phi, gây tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách của phong thủy, hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Mậu Tuất đang ở nhà hướng Tây Nam rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đầu mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Mậu Tuất 1958. Quý vị thân mến, Phong Thủy May Mắn đã phân tích cát hung của từng hướng nhà năm 2020 cho tuổi Mậu Tuất 1958 nam mạng và nữ mạng. Căn cứ vào bản mệnh của gia chủ, ta có thể lựa chọn được hướng nhà tốt và phù hợp nhất. Để đảm bảo phong thủy của toàn bộ căn nhà, khuyên quý vị cũng nên kết hợp hài hòa hướng nhà với một số yếu tố khác như là nhà bếp, phòng ngủ, phòng khách để có thể rước được thần tài vào nhà, phù hộ cho gia chủ. Chắc hẳn quý vị và các bạn đã lựa chọn cho mình được hướng và tuổi mượn động thổ nhà trong năm 2020 rồi đúng không ạ? Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình trong những phút vừa qua. Hãy đưa ra những ý kiến, đóng góp giúp cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh YouTube của chúng tôi, nhấp vào biểu tượng chuông để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Chúc quý vị năm mới Canh Tí 2020 dồi dào sức khỏe, luôn may mắn, kiện khang trường thọ, phúc lộc trường cửu.